Con nuôi nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long thông báo tình hình sức khỏe hiện tại, loạt sao Việt lo lắng hỏi han. Mới đây, con nuôi nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long bất ngờ đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân nói về việc phải đi mổ, khiến loạt sao Việt và khán giả lo lắng. Theo đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ, mổ, chạy không khỏi. Dưới phần bình luận, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, diễn viên Phương Dung, Lư Hoàng Gia Bảo và loạt khán giả lo lắng cho tình hình sức khỏe của Bình Tinh. Trước những lời hỏi han từ đồng nghiệp, khán giả, Bình Tinh vẫn chưa phản hồi gì thêm. Nghệ sĩ Bình Tinh sinh năm 87, cuộc đời và sự nghiệp của chị không mấy suôn sẻ. Chị lọt lòng mẹ đã khó nuôi, nên vừa lên một tuổi soạn giả Bạch Mai gửi con vào chùa cho các sư thầy. Đến năm 6 tuổi mới được về nhà và gia nhập đoàn Đồng Ấu Bạch Long. Sự nghiệp của Bình Tinh bắt đầu từ năm lên 4, chuyên trị vai quần chúng, ngã chết, kêu la. Hơn 10 tuổi, chị rời đoàn trở lại trường hoàn thành việc học văn hóa. Tuy nhiên đến đầu học kỳ 1 lớp 12, chị mê hát nên nghỉ học theo nghề. Sinh ra là con nhà nòi, với ba là nghệ sĩ Đức Lợi, mẹ là nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai, nhưng Bình Tinh lại không được học nghề từ ba mẹ. Ba mẹ chị dạy nghề nhiều tên tuổi lớn như Thoại Mỹ, Ngọc Huyền, Thanh Thanh Tâm, nhưng con gái thì không. Bình Tinh đã chứng minh cho khán giả thấy chị có một lối diễn sâu và đa dạng, với các vai kép Bàng Đức trong Quan Công Đại Chiến Bàng Đức, Triệu Lân trong Long Lân Quy Phụng hay Quận Chúa Phi Loan trong Sở Văn Cưới Vợ. Bình Tinh cũng tỏa sáng với nhiều vai đào có tính cách khác biệt nhau trong các vở diễn như Mộc Quế Anh, Ngũ Tiểu Thanh, Võ Tắc Thiên, Đào Tam Xuân, Phi Giao, Thái Bình Công Chúa.